Đang xin chào các bạn. Sau đây Hải đang giới thiệu các bạn sản phẩm ô che mưa che nắng. Đấy, các bạn nào câu cá ngoài trời sẽ có ô này. Đây là chân cắm. Chân cắm các bạn lắp trực tiếp vào ô. Đấy. Và chỗ này nó có cái gen để bắt đây. Đấy, nó gen để bắt. Và sau đó là chia hai cái vì chân cắm này nó là chạm ba mà. Sau này các bạn chia hai đầu ra. Đợi tí nhá. Rồi chia các bạn xem. Xong bạn làm bạn vào chân cắm. Đó là chân cắm, tên bạn qua mấy gen để các bạn biết. Bạn chân cắm, cắm xong cái này bạn cắm xuống đất hoặc là nền bê tông hoặc là mép kè đá. Và cái này các bạn là cái này có tác dụng buộc vào trên đây, buộc vào chỗ này các bạn. Đây, cái này bạn cắm xuống đất. Nó có hai cái cắm xuống đất như này để chống đất ô. Đây, bạn buộc hai chiều, bạn xoay đúng chiều hoặc là ngược chiều gió thì bạn ghi cái này cắm xuống đất để chống đất. Đây chất liệu ô. Ô là hai màu. Cái trắng màu trắng. Là một trắng ghi bên ngoài màu xanh. Đấy. Quay lại tổng thể cho các bạn xem. Đấy, ô này độ rộng là 2 mét. Đúng đường kính của ô đấy, ngồi hai người thoải mái. Đấy, có cả bao đựng này, bao đựng của nó này. Có thể mang đi mang lại rất dễ dàng. Vừa rồi Hải đang xin đến giới thiệu các bạn sản phẩm ô che nắng che mưa. Rồi các bạn câu cá ra ngoài, câu cá ngoài trời. Hải đang xin chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải đang xin.